Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta hãy cùng mình trải nghiệm cái tựa game Cẩu Thần Nhập Qua Hẻ Bài, hay còn có tên gọi tiếng Anh là Action God Card Battle RPG nha các bạn. Thì cái link tải của tựa game này mình sẽ để phần mô tả, các bạn có đó để tải về. Đây là một cái tựa game hẻ bài với giao diện màn hình ngang. Hiện dụng của các bạn là dùng những cái lá bài để tấn công những bạn người chơi khác nha các bạn. Thì với đồ họa 2D đẹp mắt, cho đó nữa là những cái hiệu ứng âm thanh được đầu tư khá là kỹ lưỡng. Thì khi mà các bạn đánh hai bài ra thì nó sẽ tốn cho chúng ta một cái năng lượng nha các bạn. Và mỗi hai bài đều sẽ có cho chúng ta là những cái kỹ năng khác nhau các bạn. Đây là giao diện chính của tựa game này nha các bạn. Và các bạn có thể đi siêu luôn.